Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Lại là em đây. Hôm nay cũng nhân dịp năm mới, em xin kính chúc quý cô bác anh chị một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và hạnh phúc bên gia đình và thành công hơn trong năm ngoái. Thì hôm nay, video hôm nay em muốn chia sẻ với quý vị, đó là trước khi chia sẻ em cũng xin hỏi quý vị là quý vị đã từng đi máy bay, hoặc là không chỉ máy bay mà là đi tàu hỏa hoặc là xe khách, thì quý vị cũng có thể thấy rất là nhiều trường hợp chen lấn cũng như là xô đẩy nhau để giành được lên trước, được ngồi ghế đằng trước để cho có lợi cho mình, mà mặc cho những người già cũng như là những người mẹ mang bầu và những người lớn tuổi. Thì hôm nay em muốn chia sẻ một cái câu chuyện về tâm sự của một anh Việt Kiều đã một lần về lại quê hương Việt Nam để ăn Tết, và anh ta chứng kiến rất là nhiều cảnh phải nói là rất là bực bội trên máy bay. Thì anh ta có kể với em thì câu chuyện nó như thế này. Thì trước khi em kể câu chuyện này, em cũng xin đính chính là đây là câu chuyện về anh ta tâm sự, thì là theo ý kiến riêng của anh ta thôi, chứ anh ta không có nói chung hết tất cả mọi người. Thì anh ta chỉ nói theo cái suy nghĩ và chính trước hoàn cảnh mà anh ta đã từng thấy trên máy bay khi anh ta đi. Thì câu chuyện đó là như thế này. Thì anh Việt Kiều này có kể với em là: tôi là Việt Kiều Mỹ, sống tại Washington. Thì trong một lần 5 năm trước, tôi có đi trên một chuyến bay để về quê hương Việt Nam, đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thì trong lúc ngồi chờ để lên máy bay từ bên sân bay bên nước ngoài, bên Mỹ, thì tôi đã chứng kiến nhiều, rất là nhiều người Việt mình, mặc dù đã sống và làm việc rất là lâu ở bên nước ngoài, nhưng mà không có học theo được cái tính tốt và cái hành động rất là đẹp của người nước ngoài, đó là xếp hàng trật tự. Thì khi mà tôi ngồi để chờ check-in bên sân bay bên Mỹ, thì là cũng đã có rất nhiều người Việt chen chúc nhau để chờ được check-in, kiểm tra hành lý để chuẩn bị lên sân bay. Thì rất là chen chúc, người Việt đã chen chúc nhau mà không xếp hàng một cách trật tự. Thì nhiều người nước ngoài đã cố tình né qua một bên để nhường cho những người mất trật tự như vậy trước. Và nhiều người nước ngoài đã xin những người Việt Nam mà đang chen chúc nhường cho những người khuyết tật cũng như là người mẹ mang bầu để người ta được chích trước. Thì tôi thấy hành động này rất là đẹp của một người nước ngoài. Rồi đến khi mà check-in hành lý xong, ngồi đợi, thì đã đến giờ chuẩn bị lên máy bay, thì nhân viên máy bay có đọc và tuyên bố đã đến giờ lên máy bay, thì lại tiếp tục những người đó lại chen chúc để được lên máy bay trước. Và thì những người nước ngoài lại tiếp tục phải nhường cho những người khuyết tật cũng như người già và mẹ mang bầu được lên trước. Có người nước ngoài còn kêu gọi cái người mà đang, người Việt đang chen trước đó, hãy nhường cho người mẹ đang mang thai. Thì nhìn hành động đó thì tôi vừa rất là cảm động và rất là buồn. Cảm động ở đây là những người nước ngoài đã biết nhường cho, đã biết kêu gọi nhường cho chính những cái người già và khuyết tật đó. Còn buồn ở đây là cái người Việt mà chen chúc đó tình cờ đã làm mất đi cái hình ảnh đẹp của người Việt Nam mình trong mặt cộng đồng người quốc tế. Rồi chưa hết đâu quý vị, khi mà lên máy bay,
Rồi chưa hết đâu. Khi mà lên máy bay quý vị, khi mà cơ trưởng đọc tuyên bố chuẩn bị máy bay đã vào địa phận của Việt Nam và chuẩn bị đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, thì lúc này tiếp viên đã yêu cầu mọi người ngồi trật tự và đừng chen chúc nhau để máy bay đáp xuống an toàn. Thì vừa đáp xuống an toàn thôi, vừa cơ trưởng vừa đáp xuống sân bay an toàn, thì tiếp viên cũng đọc thông báo là đã đáp chuyến bay hạ cánh an toàn tốt đẹp. Thì vào lúc này tiếp viên hàng không có đọc đợi yêu cầu mọi người đợi để máy bay lăn bánh đến ga và để xuống cho trật tự. Lúc này là chưa được đứng lên để lấy, nhưng mà rất là nhiều người Việt chen chúc lúc nãy đã đứng lên trước, cố tình kéo vali từ trên đầu là để mình có thể lấy vali một cách nhanh chóng nhất để đi xuống trước, và vô tình đã và cái vali đó đã vô tình chạm vào đầu của những người nước ngoài và những người già lớn tuổi ngồi ngay đó. Một hành động khiến tôi khá là buồn và rất là bức xúc ngay lúc đó. Và còn một rất là nhiều vấn đề mà chắc có lẽ tôi cũng không kể hết được. Và đây mà còn một cái vấn đề tiếp theo cũng khá là khó chịu, tôi cũng kể luôn cho quý vị nghe. Đó là tôi đã mua vé chậm, cho nên gia đình tôi ngồi ở hàng ghế trên một tí và tôi phải ngồi hàng ghế ở dưới. Thì ngồi hàng dưới này tôi đã ngồi gần một anh thanh niên và một ông già lớn tuổi, tầm 60-65 tuổi. Thì hai người này ngồi gần với nhau và bàn chuyện ăn chơi ở Việt Nam, như là về Việt Nam sẽ kiếm những em gái Việt Nam trẻ khoảng 20-25 tuổi. Thì tôi thì không thích những chuyện gái gú như thế này, cũng không tốt đẹp gì, nên tôi đã nhắm mắt ngủ. Nhưng mà hai người này lại tiếp tục bàn và nói chuyện lớn hơn. Ví dụ như là cái ông già đó, người tiếp viên nói là cái anh thanh niên đó nói là ở Việt Nam có rất là nhiều gái trẻ và đẹp. Thì cái ông già lớn tuổi đó lại nói là đúng vậy, rất là con gái Việt Nam rất là xinh đẹp mướt và rất là giá rất là rẻ tiền. Thì tôi nghe rất là bực mình, và tôi cũng có suy nghĩ thì ông này chắc cũng ở Việt Nam chắc cũng có rất là nhiều con gơ con gớt, cũng như là nhiều đứa con không biết có cùng cha hay cùng mẹ gì với ông này hay không. Và rồi tôi đã rất là khó chịu và tôi đã xin tiếp viên cho phép tôi được đổi chỗ khác khi nghe những câu chuyện về gái gú này, làm mất đi hình ảnh người con gái Việt Nam cũng như là bản sắc đẹp của người Việt Nam. Dạ vâng, thì em vừa mới kể cái câu chuyện của một anh khoa ở Washington có tâm sự với em về những cái vấn đề khó chịu khi ở trên máy bay là như vậy. Thì theo em thấy, em đã từng đi máy bay thì chen lấn thì có, và xô đẩy cũng có, hoặc là không nhường cho người khuyết tật, người già, trẻ em, điều đó càng rất là nhiều gặp ở người Việt mình ở các nơi bản xứ khác. Còn về cái chuyện mà nhiều bác lớn tuổi ở bên nước ngoài về Việt Nam để kiếm mấy em gái trẻ đẹp để mua vui, thì điều này em có, trên một lần em có đi trên một chuyến bay thì em có nghe một cái bác kia tầm 75 tuổi có tâm sự với lại một người bạn là sẽ về kiếm một em gái tầm 25 tuổi để quen và vui chơi. Thì đây là chuyện riêng tư của người ta mà quý vị. Thì người ta có tiền thì người ta cũng là chuyện riêng tư, thì người ta có quyền kiếm. Nhưng mà theo em nghĩ vui trong đầu thì lớn tuổi như thế này mà quen 25 tuổi thì không biết có còn sức để chơi gì không, hoặc là đang trong lúc lâm trận thì lại đột quỵ thì lại khổ cho cô gái kia. Mà thôi, cái này là chuyện riêng của người ta có tiền thì người ta có quyền và tài lực.
Đúng không? Thì người ta có tiền thì người ta, đây là cũng là quyền riêng tư của người ta. Nhưng mà nếu mà quý vị nào Việt Kiều mà có xem được video này mà mình lỡ mà có chen chút, hoặc là mình có những tình huống xấu trên xe bay, thì mình nên khắc phục để giữ hình ảnh tốt cho người Việt Nam mình. Cái này thì em không có ý định là nêu xấu hay gì hết, em chỉ muốn mọi người nên nhìn nhận và khắc phục để hình ảnh người Việt Nam mình tốt đẹp hơn trong mắt của các nước bạn hơn. Quý vị có thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những lưới tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.